Thầy thầm nha. Rồi. Con Linh này. Tôi là mẹ của nó. Thế bây giờ thật Bông Linh muốn thầy đưa Bông Linh về nhà đúng không? Để con thờ phụng đúng không? Về được nhà hả? Vào được nhà. Vào nhà gì? Bây giờ thằng chồng tôi nó yểm cái mùa ở dưới cái lên gạch rồi. Rồi. Chấn chạch rồi. Rồi. Nên là tôi không thể nào tôi vào được nhà. Rồi. Không làm cách nào được vào nhà. Rồi. Bây giờ giúp bà luôn nhá. Bây giờ nếu mà thầy làm được thầy giúp tôi. Bây giờ đọc địa chỉ nhà thì gỡ mùa luôn bây giờ này. Được. Vào đây. Tôi ở số nhà 4B, ngõ 162, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Bây giờ bà nhìn nhá, gỡ mùa ra luôn nhá. Vào được chưa? Nào bây giờ đọc cho thầy địa chỉ nhà Bát Hương nào. Ở Bát Hương, bà thích ngồi Bát Hương bên phải đúng không? Nhà có thờ không? Có, nhà có thờ tôi. Ở Bát Hương bên nào? Thờ tôi là nếu mà tính ra là nếu mà để đành thờ. Nhìn vào bên tay phải. Nhìn vào. Nếu mà quay như này là tay phải. Rồi, bây giờ chuẩn bị nhá. Đi về địa chỉ đấy nhá. Bây giờ bà phải ra khỏi người cô này để vào nhá. Một từ từ đã. Bà nói để gì? Tôi... Nói gì được không nào? Có. Bà đang ngồi đây làm sao vào được? Bà bật ra ngoài không vào được. Rồi. Thầy dọn nhà ấy rồi. Dọn rồi chị ạ. Thế tôi cảm ơn thầy. Ừ. Thầy xem hộ cho nó là... Xem nó là... Tôi thì tôi lại để đó nhưng tôi lại không nhớ giờ. Tôi lại không cái ngày xưa ấy. Là lúc đấy là tôi nhớ là buổi trưa thôi, tôi không nhớ chính xác là giờ bao nhiêu. Trưa tập buổi tập khoảng 11 giờ hơn gì đấy. Rồi, nó đẻ vào ngày 11 tháng 10 năm 1984 ngày xưa đấy. Thầy có gì thầy xem đó như nào, số nó khổ lắm thầy ạ. Lấy chồng 95 giờ, bà mẹ chồng thì quái thai đủ nhiều. Nhà đây cửa đất rộng và nó vẫn chật vật phải đi thuê nhà. Giờ hai vợ chồng nó thuê ở cái chỗ cái có mùi sân sạch ấy. Nhưng ở cái nhà này nó cũng nhiều vong lắm, toàn vong trẻ con thôi. Tôi thì tôi không thể nào vào được vì ở cây cái nhà đấy thì nó có cái bạn bắt quái, tôi không vào nổi được. Tôi thì lại cũng bị yếu, tôi mất thì mất bệnh tật, mẹ tôi cũng yếu. Thế bây giờ bà cũng thích vào nhà đấy nữa gì? Tôi thì tôi cũng muốn là vào đấy để ví dụ như che chở cho nó, các con nó với ấy. Thế muốn vào luôn để dọn nhà luôn, thích không? Thì tôi vẫn đi theo nó đi thôi. Nhưng mà chỉ đi ở bên ngoài thôi, và trong nhà là tôi không vào được, tôi chỉ đứng ở ngoài thôi, kể cả ở nhà bà chồng tôi đấy, tôi cũng chỉ đứng ở ngoài, tôi không vào được nhà. Nay về là nhà chồng rồi, thầy giải chấn đi rồi nhá. Tôi cảm ơn thầy. Thế giải luôn các vong ở nhà của con gái bà cho bà vào nhá. Được rồi, được thế thì tốt quá thầy, thầy làm luôn. Còn tôi cái thì tôi vào. Nào, chuẩn bị nào, địa chỉ đọc lại. Địa chỉ đâu?
bà chỉ cần nghĩ đến cái nhà đó thôi. Thế đi. Nhà đó đi ở mặt đường. Mặt đường. Có rất rộng. Số nhà của nó thuộc lớn 3A. Có 239. Mặt đường rất rộng. Ở trước nhà đó là có một cái thanh sắt để gọi là phơi quần áo đấy. Ông chấm đường nhà đấy rồi. Thôi chưa đi đâu thầy ơi, từ từ đấy thầy ơi. Rồi, dọn nhà luôn rồi. Từ hôm nay bà về được rồi. Bà được gì? Có một con bé, con ấy. Đó cũng đi theo con tôi, đưa nó thiêng, nó vào được. Nhưng con bé đấy thì nó cũng lành, nó cũng giúp đỡ con tôi, nó không hại con tôi. Nhưng nó vào được. Tôi sắp cho nó vẫn thế rồi. Tôi thì cô bé đi rồi. Sắp phát rồi. Còn mỗi bà là thôi, chưa bà đi nốt. Thôi tôi không muốn đi, tôi không muốn đi bởi vì là như này con tôi nó khổ lắm. Bà mới siêu thoát thì bà mới giúp được con bà chứ. Không, tôi đi này tôi còn bảo vệ che chở cho chúng nó. Bà siêu thoát bà còn bảo vệ tốt hơn. Tôi chưa muốn đâu thầy ạ. Thầy ơi thầy, bây giờ hai đứa con tôi còn một đứa nữa, giờ nó cũng lấy chồng khổ lắm, nó bây giờ nó đang chửa lắm tàng, chúng nó cũng vất vả lắm. Bây giờ tôi vẫn muốn là bây giờ đi theo chúng nó để bảo vệ che chở chỗ chúng nó, để khi lúc nào ấy chúng nó cảm thấy gia đình yên ổn tất cả các thứ thì lúc đấy tôi sẽ báo chúng nó để tôi đi siêu thoát thì tôi mới yên tâm được. Vì đời tôi cũng quá khổ rồi, khổ lắm, từ lúc đẻ cho đến lúc lấy chồng tôi cũng khổ lắm. Thế bây giờ con tôi cũng thế, thế tôi muốn là làm nào để cho con tôi giúp đỡ cho nó đỡ khổ thì khi lúc tôi siêu thoát tôi bị yên lòng được. Còn bây giờ tôi đi tôi không yên lòng được đâu. Bây giờ bà về bà trong nhà cho cô nhá, thầy đưa bà về nhà luôn đây này. Đỡ đập vai nào, đây thầy đưa mẹ về nhà rồi, trông nhà cho rồi nhá. Hôm nay thắp hương chưa? Thắp hương. Mời họ ra ra tiên họ Bùi nhỉ? Chưa. Họ Phạm à? Họ Phạm là nhà gia đình mình nhỉ? Là nhà chồng. Còn con là họ Nguyễn. Họ Bùi là nhà em. Bùi là em trai của mẹ chồng con. Đến việc đấy bà phải đến đây. Con muốn làm từ thiện nhưng mà. Xin thỉnh mời gia tiên, xin phép quan tài linh, các quản tài linh quang điện cho phép các gia tiên họ Phạm hôm nay đến linh quang điện mượn ghế người trần gian. Xin thỉnh mời các gia tiên họ Phạm hôm nay đến linh quang điện theo gia chủ Nguyễn Thị Thanh Dung sinh năm 198981 mượn ghế người trần gian. Xin thỉnh mời các gia tiên họ Phạm theo gia Nguyễn Thị Thanh Dung sinh năm 1981 tại phòng 2918 CT11 Kim Quan Kiếm Lũ Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội về tại linh quang điện mượn ghế người trần gian. Xin thỉnh mời các gia tiên họ Phạm. Thầy hỏi
phải ra tên họ Phạm không? Cụ ông hay bà? Cụ ông à? Ông nội chồng con à? Là ông là cụ lội của chồng lội. Cụ lội. Hôm nay là cháu cụ ấy, có nhiều chuyện trong gia chung, ra nhiều chuyện gia chung nó lộn xộn lắm. Nó lộn xộn lắm cụ. Tao biết rồi, vợ chồng mày vừa cỏ nhau rồi. Chú mày nghĩ thế nào đấy? Nhưng bây giờ mẹ chồng con bảo chồng con là bỏ đi chẳng làm sao hết. Thế chú mày nghĩ... Thế bây giờ chú mày là... con cái chú mày thì... Bây giờ con gái con nó rất là khổ, con thì con không có muốn đâu, nhưng bây giờ chồng con nghe mẹ chồng con xong con bảo là bỏ nhau chẳng làm sao hết. Bây giờ hai đứa con nhà con, hai đứa chắc của cụ nó khóc. Nó khóc nó cứ đòi bố suốt đi của. Vậy thì cụ nói này, vậy thì mày cũng không phải là vừa làm người phụ nữ. Vâng, tao thì tao không biết cháu tao, nhưng làm người phụ nữ thì ít nhất phải nhẹ nhàng, gọi là tỉ mỉ. Mày thì mày cứ tính của vô tâm địa mày thì không đồng, nhưng mà mày là cái mức mà hôn nhân của chúng mày tao vỡ cũng là do mày, không phải là do ai. Còn về mẹ chồng ấy thì tao cũng biết rồi, chẳng qua là người ta cũng vì là đấy là cũng vì là cháu dâu tao như thế, là nó cũng chẳng qua là cũng vì nó sắp con nói thôi, chứ chẳng nó cũng không có muốn là chúng mày bỏ nhau đâu. Vì bỏ nhau thì chắc của tao nó khổ đấy, nên là không phải là lỗi là như thế đâu, lỗi là lỗi do bạn. Bởi vì là nhiều khi là người phụ nữ mày phải nhẹ nhàng mày ấy, lúc mà chồng nó như thế thì mày phải cố gắng và tìm cách và ấy, mày cứ xô xô mày chửi nó. Nó là chồng mày chứ nó là con mày đâu. Nó là thằng đàn ông, nó phải tính sĩ diện chứ. Nó cứ chửi nó như là đúng rồi. Tao cũng không bằng lòng cái đấy đâu. Mày chửi nhiều lúc mày còn lôi cả họ nhà tao ra ấy.